Vâng ạ, kênh Hoàng Hải Bất Động Sản kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn ạ. Rất vui ngày hôm nay lại được gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn mình trong video tiếp theo của bên em để giới thiệu về những cái mẫu nhà đẹp của bên em. Bên em thì chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì ngày hôm nay em sẽ gửi tới quý anh chị mình một căn nhà có vị trí tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị nha. Nhà mình thì ngang 5m, rất là đẹp rồi. Và công năng sử dụng của căn nhà này xây dựng một trệt một lầu nhưng mà đầy đủ công năng nha quý anh chị nha. Nhà có 3 phòng ngủ này, có 2 nhà vệ sinh, có một nhà ăn, một phòng khách và có một sân để xe máy. Điều đặc biệt là nhà mình có một phòng thờ và có một cái sân thượng ở phía trước nha quý anh chị nha. Đây là căn nhà một trệt một lầu nhưng mà nó lại rất là đầy đủ công năng sử dụng nha quý anh chị nha. Với bề ngang 5m rất là đẹp. Và căn nhà này nó cũng nằm trên mặt tiền của một con đường thông nha quý anh chị nha. Và em xin bật mí cho toàn thể quý anh chị mình cùng biết về mức giá của căn nhà mình á, thì nó chưa tới 3 tỷ đâu anh chị ơi. Một mức giá cũng rất là tốt nha quý anh chị nha. Với diện tích đất lên tới 68m², thổ cư 100%, ngang 5m. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ để em gửi tới quý anh chị mình, để quý anh chị mình mua ở, mua đầu tư, hay là có thể mình tham khảo những cái mẫu nhà đẹp của bên em, để quý anh chị mình sắp tới mình có thể xây dựng cho bản thân mình một căn nhà thật là ưng ý nha quý anh chị nha. Rồi, thì bây giờ như thường lệ thì em sẽ di chuyển ra bên ngoài, em sẽ quay chi tiết hơn từ phía ngoài vào để cho toàn thể quý anh chị mình có một cái nhìn nó thực tế nhất về căn nhà này nha quý anh chị. Em xin mời quý anh chị mình ạ. Cái khu vực đây là quý anh chị này. Đây là cái mặt trước của căn nhà mình nha quý anh chị nha. Nhà mình xây dựng là một trệt một lầu. Cái khu vực trên lầu 1 đấy anh chị thấy không ạ? Có sân thượng ở phía trước luôn nha quý anh chị nha. Ở phía trước có sân thượng, có ban công. Ở phía trước thì ban công gia chủ mình đã làm những cái khung sắt rồi nha quý anh chị nha. Còn phía dưới này anh chị này. Phía dưới cái mặt tầng trệt phía dưới thì được mặt trước này anh chị. Mặt trước được ốp gạch lên cao luôn nha, rất là sạch sẽ nha. Sau này mình có dơ bẩn thì mình cũng dễ dàng vệ sinh nha quý anh chị nha. Chỉ xịt nước thôi là nó ra sạch rồi. Đấy, đây là căn nhà một trệt một lầu mà hôm nay thì em sẽ chia sẻ tới anh chị mình cùng tham khảo. Điểm cộng tiếp theo của căn nhà mình này anh chị, nó sở hữu một mặt tiền đường. Con đường này là con đường thông luôn nha anh chị nha. Đấy, đường thông, đường hai ô tô tránh nhau được. Đường này lộ giới khoảng hơn 6m một xíu nha anh chị. Còn hướng bên này luôn này quý anh chị này, hướng bên này cũng là hướng thông này. Hướng bên này thì mình di chuyển ra đường Nguyễn Thị Minh Khai anh chị, chỉ tầm 100m thôi. Còn nếu mà mình ra ngã tư Chiêu Liêu, chợ Đông Thành là chỉ tầm 300m nha anh chị nha. Căn nhà của mình nè quý anh chị, nó nằm trên mặt tiền của một con đường thông ha, để mình vừa có thể ở và vừa có thể kinh doanh được nha quý anh chị nha, kinh doanh nhỏ nhỏ thôi ha. Và căn nhà này thì cũng rất là đẹp. Rồi, tiếp tới này anh chị, nhà mình thì chắc chắn rồi, nhà thì phải có cửa nha. Thì căn nhà của mình sở hữu hai lớp cửa anh chị ơi, hai lớp cửa, một lớp cửa sắt ngoài cùng và ở bên trong này quý anh chị, bên trong này có một lớp cửa cuốn nha. Đây, quý anh chị thấy không ạ? Em vừa bấm lên luôn rồi nha. Nhà mình có hai lớp cửa, cửa sắt ngoài cùng rồi tới lớp cửa cuốn. Khu vực nhà mình này quý anh chị, phía trước là sẽ có một cái sân để xe máy riêng biệt này. Đây, được thiết kế riêng biệt ra rồi quý anh chị nha, để xe máy ha. Còn phía trong kia là khu vực phòng khách, trong này là khu vực phòng khách này anh chị. Nhà của mình thì ngang 5m và chiều sâu là 13,5m nha anh chị nha. Tổng diện tích của nhà mình là 68m², thổ cư 100% luôn anh chị ơi. Căn nhà của mình là thổ cư 100% nha. Đấy, căn này hôm nay em giới thiệu tới quý anh chị mình. Đây là một căn nhà xây dựng cũng rất là đẹp đấy anh chị ạ. Với mức giá nó cũng vừa phải, nói chung là vừa phải nha quý anh chị nha. Mức giá chỉ dưới 3 tỷ thôi. Đây là một sự lựa chọn cho toàn thể quý anh chị mình. Nếu mà anh chị mình mà quan tâm tới căn nhà này thì hãy liên hệ cho em Hải theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình xem nhà rồi xem sổ sách giấy tờ. Nhà mình thì em xin lưu ý với quý anh chị mình ạ. Bên em thì chuyên bán các cái sản phẩm đất nền và nhà phố tại thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức. Và điều đặc biệt là bên em chỉ bán những cái sản phẩm mà có sổ riêng nha quý anh chị nha. Có sổ nhưng mà phải là sổ riêng từng sản phẩm, từng căn nhà và từng lô đất. Đấy, bên em không có bán sổ chung. Thì nếu mà anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ cho bên em. Nhà này thì mình có thể công chứng chuyển nhượng ngay đều được này anh chị ha, có sổ sẵn luôn rồi. Rồi, em đang dần di chuyển vào khu vực
phía trong của nhà mình nha quý anh chị nha. Ở cái khu vực cầu thang này quý anh chị này, cầu thang của mình thì được để từ ngoài vào là bên tay trái, rất là hợp phong thủy rồi nha quý anh chị nha. Đấy thì lúc mà mình đi lên trên lầu thì tay phải của mình sẽ bám vào cái khu vực tay vịn cầu thang, rất là hợp phong thủy. Đây là những cái khung gỗ để tạo điểm nhấn cho căn nhà mình nè quý anh chị, và cũng che một phần cái cầu thang ha, và một phần cái khu vực nhà bếp của mình. Đây khu vực nhà bếp này anh chị, rất là đẹp nha. Nhà mình ở trên khu vực bếp cũng được đóng thạch cao, có một cái đèn chùm rất là đẹp này anh chị. Khu vực bếp này cũng khá tương đối là rộng đây anh chị ơi. Đây nha, đây là khu vực bếp của mình. Ở tất cả cái tủ này quý anh chị này, tủ bếp này, tủ trên, tủ dưới cũng được làm bằng gỗ luôn nha, gỗ tự nhiên. Gỗ này là gỗ sồi nha quý anh chị ha, gỗ sồi Nga. Ở đây là cái khu vực mà để mình vệ sinh nha quý anh chị ha. Khu vực labo và gương soi thì gia chủ thiết kế và đưa ra ngoài. Và ở chỗ này thì cũng có một cái khu vực để mình nhà vệ sinh thì được bố trí ở phía trong, phía sau này. Trong nhà vệ sinh thì có một cây sen thuyền, có một cây sen thuyền nha quý anh chị nha, và có cái labo ha. Khu vực nhà vệ sinh này cũng tương đối rộng đấy quý anh chị. Rồi em đang dần di chuyển lên trên lầu của nhà mình. Nhà của mình thì có 3 phòng ngủ đấy anh chị ạ. Nhà một trệt một lầu nhưng mà có tới 3 phòng ngủ ở trên lầu 1 này luôn. Đây là không gian ở trên lầu 1 của mình này anh chị này. Phòng ngủ thứ nhất đây. Đây là phòng ngủ thứ nhất ạ. Phòng ngủ thứ hai kia và phòng ngủ thứ ba ở bên trên. Ở phía trước kia thì sẽ là khu vực phòng thờ và khu vực sân thượng ở phía trước. Thì ba cái phòng ngủ này anh chị này. Ba cái phòng ngủ này giống nhau ha, nên là em sẽ quay sơ sơ cho anh chị mình xem nha. Đây, cửa phòng ngủ thì làm bằng gỗ tự nhiên luôn này anh chị. Đây phòng ngủ số 1 của nhà mình. Phòng này nó khoảng tầm hơn 10 mét vuông xíu thôi anh chị nhé. Đây là ống đồng gia chủ đi sắm cho mình rồi. Anh chị mình về lắp máy lạnh nữa thôi ha. Rồi em sẽ di chuyển ra phía trước luôn. Nếu mà anh chị mình quan tâm căn nhà này thì hãy liên hệ cho bên em nhé. Bên em chuyên nhà và đất tại thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Nếu mà anh chị mình có nhu cầu mua, bán hoặc ký gửi, hoặc có nhu cầu muốn tìm nhà hoặc đất theo yêu cầu, bên em sẽ nhận hết nha quý anh chị nha. Bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình. Nếu mà anh chị mình có nhu cầu, bên em sẽ hỗ trợ toàn thể quý anh chị mình. Rồi cái phòng ngủ này em xin phép bỏ qua nha. Nó cũng giống như hai phòng vừa rồi nha anh chị. Đây em tới khu vực phòng thờ của mình. Chỗ này là phòng thờ. Ở chỗ này nhà mình mà không làm phòng thờ thì mình có thể làm một cái khu vực phòng học cho con em mình nha quý anh chị nha. Đấy cũng rất là ok nha. Đây phía trước, còn phía trước đây là khu vực sân thượng phía trước này anh chị này. Sân thượng này để cho quý anh chị mình thư giãn ha. Có thể trồng cây kiểng đồ ngoài này được nha anh chị nha. Những cây nhỏ nhỏ thôi. Rồi đây là một căn nhà một trệt một lầu tại thành phố Di An tỉnh Bình Dương, thuộc phường Tân Đông Hiệp, rất là gần với khu vực ngã tư Chiêu Liêu, gần với chợ Đông Thành. Và mức giá của căn nhà mình là giá chính xác là 2.900.000.000 nha quý anh chị nha. Giá này còn thương lượng chắc chắn nha quý anh chị. Nếu mà anh chị mình yêu thích căn nhà này hoặc quan tâm căn nhà này và muốn xem, muốn tham khảo, quý anh chị yên tâm nha, bên em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình tư vấn tận tình nhất và hỗ trợ quý anh chị mình để xem nhà thoải mái nha quý anh chị. Nên là anh chị mình mà chỉ cần có nhu cầu thôi thì hãy liên hệ cho bên em để em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình một cách tốt nhất. Và video bên em thì cũng tới đây xin được phép được dừng lại. Cũng rất mong toàn thể quý anh chị và các bạn mình sẽ ấn nút đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Một phần là để ủng hộ cho bên em, với một phần là để mình cập nhật các cái sản phẩm mới của bên em. Bên em sẽ cập nhật ở trên cái kênh YouTube này cho quý anh chị mình cùng tham khảo nhé. Đấy, thì rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh.
Và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo của bên em. Em xin chào quý anh chị mình nha.